Phải mất nhiều thời gian loay hoay, chủ nhà mới có thể gỡ tấm sắt cửa sổ và tìm một chỗ đặt thiết bị thoát hiểm. Nhà 3 tầng với 9 phòng trọ cho thuê, và đây là lần đầu tiên chủ hộ mới mua sắm thiết bị phòng cháy một cách chỉnh chu. Mang chỉnh lại với cửa. Thang dây này có giá gần 1,5 triệu đồng. Và thang dài 15 mét có thể sử dụng cho tòa nhà từ 3 đến 4 tầng. Tuy nhiên thì việc lắp đặt thang dây cũng như sử dụng cái thang dây này không phải là dễ dàng nếu như người dân không được tập huấn kỹ càng. Thì cũng phải thay đổi một chút. Ví dụ như cửa thì sẽ làm lại, sẽ làm bản lề để khi có vấn đề cháy nổ thì các bạn sẽ thoát hiểm bằng cách là mở cái cửa để ra cái là đường ngay. Em mong muốn là bác chủ nhà có thể sửa đổi cái cửa sổ sao cho nó bớt kín hơn, có lối thoát hơn, bởi vì bên ngoài có rất nhiều chỗ để mình nhảy ra ngoài được. Trong các ngõ nhỏ ở thủ đô những ngày này, có thể bắt gặp nhiều hộ kinh doanh thuê trọ đang tất bật lắp đặt các thiết bị. Như chủ nhà này đã chi gần 30 triệu đồng mua quả cầu chữa cháy tự động và lắp hệ thống cảnh báo cháy. Tôi đã bố trí gần 20 quả. Cái này nó cũng không phải tác dụng tuyệt đối, nhưng ít nhất là nó có thể hạn chế được đám cháy lây lan rất là tốt, rất hiệu quả. Cũng đang lắp thêm cái hệ thống báo cháy tự động. Để có được sự an toàn ngay trong nơi ở của mình là cả một quá trình thay đổi nhận thức về vấn đề phòng cháy. Ở tòa nhà từ 5 tầng trở lên, nhiều chủ thuê trọ chọn phương án thoát hiểm bằng thang inox cố định ngay ban công các tầng. Hôm qua có đoàn kiểm tra đến thì các chú bảo là làm thế nào để các tầng trên có thể là mở cửa ngay cửa ban công mà xuống luôn ở dưới được. Thì hôm nay là tôi gọi anh em thợ đến thi công cho tôi là toàn bộ là từ tầng 6 và xuống được dưới tầng 1. Trong 3 ngày qua, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội đã rà soát hơn 200 hộ cho thuê trọ trên địa bàn, trong đó có khoảng 20 chung cư mini. Nhiều cơ sở cũng lớn nhỏ và cũng phân loại ra các loại cơ sở. Có những cơ sở là một tầng, có những cơ sở là thuê trọ ở cùng với cả gia đình, cũng có những cơ sở là người hoàn toàn là cho thuê trọ. Thì chúng tôi cũng đã chủ động phối hợp với đoàn kiểm tra của công an quận để phân loại các cái trường hợp này. Bổ sung những cái giải pháp như là thang dây, trang bị thêm những thang ngoài nhà và tháo dỡ lồng sắt chuồng cọp để đảm bảo là khi là không may có xảy sự cố cháy nổ xảy ra thì vẫn đảm bảo là được cái đường lối thoát nạn cho các cái bạn thuê trọ. Chuẩn bị những trang thiết bị cơ bản nhất nhưng lại cần thiết nhất trong các tình huống khẩn cấp. Và ngay cả khi đã có thang dây, người dân cũng cần học các kỹ năng thoát nạn, tiếp đất như thế nào cho an toàn. Chi tiết kỹ thuật thoát nạn tưởng chừng đơn giản, nhưng nếu không thực hành, hướng dẫn sẽ khó phát huy hiệu quả cho việc thoát hiểm.